Tối ngày 29 tháng 5, nghi phạm Đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Phú Yên, đã có khai báo chi tiết về nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng sát hại 3 người trong gia đình ở Phú Yên. Tại trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an, nghi phạm Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai năm 2018 quen biết và kết hôn với chị Dờ, sinh năm 1994. Sau khi lấy nhau, Hải và vợ sống gần cha mẹ vợ khoảng 400m ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hải làm thợ hồ ở địa phương. Khoảng một năm, vợ Hải sinh được con gái, sinh năm 2019. Quá trình sống với vợ, Hải khai không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, Hải lại nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ vợ là ông C, sinh năm 1962, bà L, sinh năm 1964 và anh H, sinh năm 1999, em trai của vợ. Sau khi vợ sinh được vài tháng thì Hải và chị Dờ ly hôn. Chị Dờ mang con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Nhiều lần Hải sang tìm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp. Vì thế, Hải bức xúc nảy sinh ý định giết người. Trưa ngày 28 tháng 5, Hải mang theo búa dao đến nhà vợ cũ. Lúc này, Hải tay cầm búa chạy thẳng vào nhà đánh vào đầu ông C, khiến ông này gục tại chỗ. Bà L cùng chị Dờ chạy lên hô hoán, thì Hải dùng búa đánh vào đầu cả hai. Gây án xong, Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào cả ba tử vong. Hải ôm con gái về nhà của mình. Sau đó, Hải tiếp tục quay trở lại nhà vợ để nhìn mặt vợ lần cuối. Hải định đi tìm em trai vợ để ra tay, nhưng nghe tin người này đang đi làm ở xa. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, Hải chạy xe máy từ tỉnh Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến 1 giờ ngày 29 tháng 5, Hải tới thành phố Hồ Chí Minh dừng ở quán ăn sáng uống cà phê. Sau vài giờ, Hải tự chạy xe máy tới nhà bạn ở đường Liên Khu 45, quận Bình Tân. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, Hải lấy xe máy chạy ra quốc lộ 1A, quận 12 thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Hải dự tính trong sáng sớm ngày 30 tháng 5 sẽ bỏ trốn sang Campuchia. Qua xác minh, đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Trong tối ngày 29 tháng 5 và rạng sáng ngày 30 tháng 5, Cục C02 đã bàn giao đối tượng Hải cho Công an tỉnh Phú Yên di lý về địa phương để phục vụ việc điều tra. Thì em nói là lúc nãy là do là hai vợ chồng ly hôn, đúng không? Tôi và vợ tôi em đi hôn. Em giết người, thì em sai.